Sáng ngày 28 tháng 7, thông tin từ Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, ông Võ Thái Phong, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị, bị đột quỵ khi đang tham dự buổi họp chi bộ vào chiều ngày 27 tháng 7. Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng đến tối cùng ngày, ông Phong đã qua đời. Ông Võ Thái Phong sinh năm 1978 tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị vào năm 2020, ông Phong giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh này. Trong quá trình làm việc, ông Phong được đánh giá là cán bộ giỏi, giàu nhiệt huyết và có lối sống gần gũi, thân thiện với mọi người.